Malaysia những ngày cuối tháng 2 trở thành điểm đến cho các phóng viên trong khu vực Đông Nam Á trực tiếp cầm lái trải nghiệm các dòng xe thể thao đa dụng của Nissan. Mang chủ đề Go Anywhere, hành trình trải nghiệm lần này thử thách các tay lái đồng hành cùng 3 mẫu xe Nissan trên tổng quãng đường 2.000 km, bao gồm đầy đủ cung đường từ nội đô, phố thị cho đến đường cao tốc, đèo dốc hay địa hình off-road phức tạp. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục xe của Báo Thanh Niên. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tham dự chương trình lái thử 3 cái mẫu xe bao gồm Excel, Nissan Terra và Nissan Navara do Nissan tổ chức dành cho phóng viên và khách hàng trong khu vực Đông Nam Á. Tham dự chương trình lần này thì các tay lái sẽ có dịp lái thử cả 3 mẫu xe mà tôi vừa kể trên qua những cung đường cao tốc, đường địa hình với nhiều địa hình rất là khác nhau ở Malaysia và khám phá văn hóa cũng như là cái cuộc sống ở nơi đây. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tôi khám phá cái chương trình lần này. Hành trình Go Anywhere Malaysia chia thành 3 chặng riêng biệt. Nhóm thứ nhất bắt đầu với chặng đường cao tốc từ Hat Yai, Thái Lan đến cửa khẩu biên giới Sadao, rồi đến thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Nhóm thứ hai lái trải nghiệm từ Kuala Lumpur đến Kuanta, xuyên qua thành phố Putrajaya và Malacca, trong khi nhóm cuối cùng đi từ Kuanta qua Kuala tới Penang trước khi qua cửa khẩu biên giới Sadao để quay trở lại Hat Yai, Thái Lan. Các tay lái của đoàn phóng viên Việt Nam sẽ tham gia chặng thứ hai từ Kuala Lumpur đến Malacca rồi đến Kuanta với tổng chiều dài gần 700 km. Trong ngày đầu tiên thì tôi có dịp ôm vô lăng chiếc Nissan Excel. Đây là cái phiên bản mới nhất tại thị trường Malaysia. So với phiên bản ở tại Việt Nam thì phiên bản tại thị trường Malaysia có một số thay đổi ở lưới tản nhiệt, cùng đèn pha và một số cái tính năng cũng như là cái trang bị ở phía trong nội thất. Extra mới là phiên bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 3. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của Nissan và trở thành mẫu xe crossover 5+2 chỗ ngồi bán chạy nhất toàn cầu từ năm 2015. Ngoài những trang bị tiện ích, bản nâng cấp của X-Trail còn có một loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái như tính năng điều khiển hành trình thông minh, giúp xe nhận diện được chuyển động của xe phía trước để giữ khoảng cách an toàn. Trong khi hệ thống phanh động cơ thông minh Intelligent Engine Brake góp phần giúp người lái dễ dàng kiểm soát làm chủ tốc độ của xe khi lưu thông. Nissan X-Trail sở hữu động cơ xăng 2.5 lít sản sinh công suất 171 mã lực và mô men xoắn 233 Nm kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Nhìn chung, sự kết hợp này giúp xe vận hành linh hoạt nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các hệ thống như camera quan sát thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường giúp người lái dễ dàng kiểm soát để đảm bảo an toàn ngay cả khi lái xe trong phố thị hay trên đường cao tốc. Kết thúc chặng đường đầu tiên cùng bạn đường Nissan X-Trail, chúng tôi dừng chân tại thành phố Malacca nằm ở phía nam Malaysia. Malacca là một thành phố cổ kính với nhiều công trình di tích từng được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 2008. Xin chào quý vị và các bạn, trong ngày trải nghiệm thứ hai của chương trình lái thử xe Nissan tại Malaysia thì tôi có cơ hội cầm lái chiếc Nissan Terra. So với cái phiên bản ở Việt Nam thì Nissan Terra tại Malaysia không có nhiều khác biệt về thiết kế ngoại thất, nội thất thì cũng không có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý đâu. Một cái điểm khác biệt đáng chú ý nhất của phiên bản Terra tại Malaysia so với phiên bản Terra tại Việt Nam đó chính là ở động cơ. Ở Malaysia thì Nissan Terra phiên bản mà tôi đang trải nghiệm thì nó được trang bị động cơ diesel 2.3 lít. Còn ở Việt Nam thì nó vẫn sử dụng động cơ 2.5. Thì ngay sau đây chúng tôi sẽ trải nghiệm xem cái sự khác biệt với cái động cơ 2.3 này thì nó có cái gì khác biệt so với cái phiên bản tại Việt Nam. Trong ngày thứ hai, các tay lái Việt Nam tham gia chương trình Go Anywhere Malaysia trải qua hành trình từ Malacca đến Kuantan với quãng đường dài hơn 400 km. Sau ngày đầu tiên có chút lạ lẫm với cách lái ô tô có thiết kế tay lái nghịch tham gia giao thông tại Malaysia, bước sang ngày thứ hai, mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, những cung đường nội đô trong giờ cao điểm hay đường nhỏ hẹp quanh co tại vùng ngoại ô cũng là thử thách không nhỏ với các tay lái. Từ Malacca đến Kuantan có đến 70% đường cao tốc với giới hạn tốc độ 60-110 km/h. Thử thách thực sự chỉ đến với các tay lái cùng bạn đường Nissan X-Trail, Terra, Navara khi chinh phục cung đường gần 30 km vượt đèo dốc và địa hình off-road khá phức tạp. Đây cũng được xem là phép thử sự linh hoạt khả năng thích ứng của bộ ba Nissan X-Trail, Terra và Navara cũng như kỹ năng xử lý của người lái. Thế nhưng địa hình này có vẻ chưa nhảm nhò gì so với sức mạnh kết hợp với hàng loạt tính năng công nghệ mà bộ ba Nissan X-Trail, Terra và Navara đang sở hữu. Sức mạnh động cơ kết hợp với các chế độ chuyển từ một cầu sang hai cầu hay hỗ trợ đỗ dốc, khởi hành ngang dốc giúp xe vận hành linh hoạt. Với những địa hình như đường cát, bùn lầy, suối đá, chỉ cần kiểm soát vô lăng cùng sự nhịp nhàng chân ga của người lái, X-Trail, Terra, Navara đều dễ dàng vượt qua thử thách.
Sau gần 4 giờ hành trình từ Malacca thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại một cái điểm tập kết nằm ở cái thủ đô Kuala Lumpur, 26 km. Cái đoạn đường vừa rồi thì khoảng gần 200 km trải qua các cái khu đường nội đô, đường cao tốc và có một cái đoạn đường ẩm thấp tương đối là khó khăn. Ở những cái địa hình đó thì Terra với cái động cơ 2.3 công suất 190 mã lực và mô men xoắn khoảng 450 Nm thì phản ứng khá là linh hoạt, khá là nhịp nhàng. Thì bên hình trong cái khu vực nội đô thì cái cảm giác là cái ga đầu của xe nó hơi hòa. Còn lại thì trên đường cao tốc ở nhà tốc độ từ 80 đến 90 km/h thì xe bên hình khá là êm ái, mượt mà. Kết thúc cung đường đầy thách thức, hành trình lái trải nghiệm Go Anywhere cùng bộ ba bạn đường Nissan X-Trail, Terra, Navara tại Malaysia thực sự mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc cho người lái. Bên cạnh đó, một lần nữa chứng minh giá trị cốt lõi về độ bền bỉ, linh hoạt, thông minh trên các dòng xe của Nissan.